Cô xin chào tất cả các em học sinh khối 9. Sau một thời gian dài nghỉ dịch thì chúng ta cũng đã bắt đầu bước vào năm học mới, năm học 2021-2022. Nhưng không phải bằng một cách thông thường như mọi năm là các em sẽ học thể dục ngoài sân với cô, mà các em sẽ học qua màn hình máy tính hoặc điện thoại. Với cách học này, cô mong các em cũng sẽ hứng thú và chú ý theo dõi hết tiết học. Bây giờ chúng ta cùng vào bài học nhé. Về tiết học đầu tiên thì các em sẽ học chủ đề về lý thuyết. Thì tiết này cô sẽ giới thiệu cho các em biết về mục tiêu, nội dung, chương trình môn giáo dục thể chất lớp 9, một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền. Về nội dung chương trình lớp 9 thì các em sẽ học các nội dung sau. Đầu tiên là các em sẽ học 2 tiết lý thuyết và hướng dẫn phương pháp tập luyện sức bền. Thứ hai là các em sẽ học bài thể dục phát triển chung gồm 45 động tác. Thứ ba là các em sẽ học về chủ đề chạy ngắn. Thứ tư là chủ đề nhảy xa. Tiếp theo là chủ đề nhảy cao. Về môn thể thao tự chọn thì các em sẽ học môn bóng chuyền. Nội dung thứ bảy đó là các em sẽ học chủ đề về đá cầu. Và nội dung cuối cùng là các em sẽ học về võ vô vi nam. Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền. Thì thứ nhất thì cô sẽ giúp các em nắm bắt được một số nguyên tắc và phương pháp tập luyện phát triển sức bền. Thứ hai là cô sẽ giúp cho các em biết vận dụng tập luyện hàng ngày. Bây giờ cô cùng các em sẽ tìm hiểu về thể dục thể thao nhé. Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong nền giáo dục. Thứ hai, thể dục thể thao là một trong những phương tiện để phát triển con người một cách toàn diện. Thứ ba, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho mọi người. Và thứ tư, thể dục thể thao mang lại sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau. Về ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao thì tập luyện thể dục thể thao thường xuyên sẽ giúp con người duy trì sức khỏe để làm việc và học tập. Thứ hai là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên sẽ giúp con người minh mẫn và nâng cao tuổi thọ. Nội dung tiếp theo đó là phương pháp tập luyện phát triển sức bền. Đầu tiên thì các em phải hiểu được khái niệm sức bền là gì. Sức bền là khả năng của cơ thể chống chọi lại mệt mỏi khi học tập, lao động, tập luyện thể dục thể thao trong thời gian dài. Là năng lực thực hiện một hoạt động với cường độ định trước hay là năng lực duy trì vận động trong thời gian dài nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được. Các em phải phân loại sức bền ra cho cô. Chúng ta sẽ có 2 loại sức bền. Thứ nhất là sức bền chung và thứ hai là sức bền chuyên môn. Sức bền chung là gì? Sức bền chung là khả năng cơ thể thực hiện một hoạt động chung trong một thời gian dài. Vậy còn sức bền chuyên môn? Sức bền chuyên môn là khả năng của cơ thể khi thực hiện một hoạt động chuyên sâu, một hoạt động lao động hay bài tập thể thao trong một thời gian dài. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn cho các em một số phương pháp để tập luyện sức bền. Đầu tiên, phương pháp thứ nhất đó là tập luyện phù hợp với sức khỏe của mỗi người. Phương pháp thứ hai, tập luyện từ nhẹ đến nặng. Phương pháp thứ ba đó là tập luyện từ dễ đến khó. Phương pháp thứ tư, tập luyện thường xuyên từ 4 đến 5 lần trong một tuần. Và phương pháp thứ năm đó là không dừng lại đột ngột khi các em về đích. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em một số bài tập để rèn luyện sức bền. Bài tập thứ nhất đó là về chạy bền. Chạy bền thì lúc đầu các em sẽ tập chạy cự ly 400m, sau đó nâng dần lên 600m, 800m, 1000m, 1500m, 2000m cho đến 3000m. Bài tập thứ hai là kết hợp chạy với đi bộ, sau đó rút ngắn thời gian lại. Bài tập thứ ba là các em sẽ thực hiện chạy trên các địa hình tự nhiên, ví dụ như dốc, đèo, chướng ngại vật, tùy theo sức khỏe của các em cho phép. Bài tập thứ tư đó là chạy theo vòng số 8,
tốc độ sẽ tăng dần lên và thời gian giảm dần. Bài tập số 5 đó là nhảy dây liên tục chia làm 3 đến 5 lần. Mỗi lần các em sẽ nghỉ từ 3 đến 5 phút. Bài tập số 6 là bài tập chống đẩy, hay còn gọi là bài tập hít đất đó. Mỗi lần thì các em sẽ thực hiện cho cô từ 3 đến 4 lần và mỗi lần cách nhau từ 3 đến 5 phút. Bài tập tiếp theo là bài tập nhảy cốc. Thì các em sẽ nhảy cốc cho cô cự ly khoảng 20 đến 30 mét và mỗi lần cũng thực hiện từ 3 đến 4 lần và mỗi lần cách nhau từ 3 đến 5 phút. Bài tập tiếp theo là bài tập hít xài đơn. Thì các em sẽ thực hiện cho cô khoảng 10 đến 15 cái tùy theo sức khỏe của các em và nâng dần lên theo ngày. Và bài tập cuối cùng là bài tập kết hợp chạy với đi bộ thể thao khi sức khỏe cho phép. Có một lưu ý nhỏ các em cần chú ý, đó là các em cần tập luyện thường xuyên để duy trì sức khỏe, không tập luyện khi cơ thể mới ăn xong sau 1 giờ hoặc lúc cơ thể đang đói hoặc đang bị bệnh. Và các em phải nhớ là khởi động kỹ trước khi tập luyện nhé. Sau đây là hình ảnh của một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Đây là hình ảnh của vận động viên Trương Thanh Hằng, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1986, là vận động viên điền kinh chạy ở cự ly 800m đến 1500m. Thành tích của chị đã đạt được đó là huy chương vàng châu Á năm 2007 và năm 2010, huy chương vàng SEA Games 24, SEA Games 25, huy chương bạc Asian Indoor Games 3 năm 2008. Còn đây là hình ảnh của vận động viên Nguyễn Đình Cương, sinh năm 1984, và vận động viên điền kinh chạy cự ly 1500m đến 5000m. Thành tích anh đã đạt được đó là huy chương vàng chạy 800m và 1500m SEA Games 24, SEA Games 25, và anh đã phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 1500m. Còn đây, các em có biết là vận động viên nào không? Vâng, đây chính là vận động viên Michael Phelps. Anh sinh ngày 30 tháng 6 năm 1985, là vận động viên bơi lội. Thành tích anh đã đạt được đó là 14 huy chương vàng Thế vận hội Olympic, 6 huy chương vàng thế giới và là người nắm giữ 23 kỷ lục thế giới. Sau đây là một số đường link video về chạy bền. Các em hãy nhấn vào các đường link để xem video nhé. Đường link thứ nhất là một số điều lưu ý trước khi chạy. Đường link thứ hai đó là khởi động trước khi chạy. Và đường link thứ ba là video về chạy cự ly 1500m. Cuối mỗi buổi học chúng ta sẽ có phần bài tập về nhà. Và câu hỏi cho bài tập ngày hôm nay đó là: các em hãy cho cô biết một số phương pháp tập luyện sức bền là gì? Các em hãy cho cô một câu trả lời đúng nhé. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin hẹn gặp các em vào tiết học tiếp theo. Các em hãy giữ gìn sức khỏe để học các môn học khác nhé. Và thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Chúc các em luôn mạnh khỏe và bình an.